Đông Vui, chợ Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Dân dã và thân thiện. Cũng cầu là rau luôn. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 2022 và mình đang có mặt trên đường Hoàng Diệu. Đây là cây cầu dẫn qua khu vực Cẩm Nam bên kia của thành phố Hội An. Và bên đây chính là chợ Hội An các bạn. Khu vực này chủ yếu là bán rau, củ, quả, trái cây, thịt, cá. Bây giờ chúng ta sẽ đi về phía tay trái ha. Gốc của Hoàng Diệu và Bạch Đằng. Trời ơi, sầu riêng kìa. Đi cả tháng rồi không được ăn sầu riêng. Đã quá trời. Hoàng Diệu, Phan Bội Châu, quẹo trái, Bạch Đằng. Rồi, chúng ta đi qua kia ha. Đằng kia bán thịt, bán cá, bán rau. Ở đây họ bán cá nữa. Rồi, mình đi máy xuống các bạn. Sợ máu. Và chó ngon kìa. Cá này là cá gì cô, phải cá chim không cô? Dạ, cảm ơn cô. Dạ không, cảm ơn cô. Dạ, đi qua biết thôi. Rồi, trái cây. Đó, thịt rất nhiều nha. Phía trước bán thịt gà. Bên đây, bên phía tay phải là bán mực. Coi chừng cải lộn, cải lộn. Trái cây. Gà bán thành từng con vậy đó. Rồi, nhìn qua đây. Xuân Thượng, Hội An. Có cây lớn quá trời. Chợ vui ha. Đi qua đây. Sợ xe, xe xe. Ở đây trái cây cũng có đủ nè. Ổi nè, cam, nhãn, táo, bưởi da xanh. Ôi trời, thật quá trời. Rồi, qua tới đây chị bắt bóng. Rồi, kéo chút xíu chúng ta thấy cá nữa. Dạ. Đây, cá nục. Cá này cá gì vậy cô hả? À, cá liệt. Giờ để ý lại. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Thịt rất là nhiều. Yeah. Rồi, mãng cầu, bơ, trứng, bầu. Chào cô. Chào anh. Dạ. Cây bơ này là từ Đắk Lắk ha chị? Dạ, đúng rồi. Đây, bán đúng trái bầu. Cái này nhà mình trồng mình để bán ra bán ha. Dạ, mình rất là mình trồng. Dạ, dưa. Dạ. Video về... Có hai con. Đời sống ở chợ á. Dạ. Dạ. Hồi nào chiếu anh? Cái này chắc khoảng độ vài ngày nữa. Chiếu ở đâu, kênh nào? Trên kênh YouTube. YouTube hả? Đúng rồi. Dạ. Rồi, chào chị ha. Cảm ơn nhiều. Dạ. YouTube là vô kênh mua được anh. Bấm kênh Lý Thanh Tùng. Lý Thanh Tùng, dạ, Lý Thanh Tùng là ra. Lý Thanh. Dạ. Đây, bạn dễ thương không? Có điều là bán thịt rất nhiều. Mình khó quay, khó đưa máy lên.
Rồi xoa xoa quá, cái này là xoa xoa rồi. Thì xoa xoa, xoa xoa đúng không cô? Dạ dạ, cảm ơn cô ha. Xoa xoa như rau câu vậy đó. Đó. Quyền cái giờ vui không? Đây, mình quay góc đường vừa đi qua nha. Rồi, để chụp hình một cái các bạn. Rồi, tiếp tục đi. Cá, mực rất nhiều, tôm. Bán trứng vịt lộn, trứng cút lộn, ok. Yeah. Wow. Rau muống. Đi chụp bán cá nữa. Ở đây bán đậu hũ, bán nhang. Nhang thơm, nhang thơm. Rồi. Cổ qua nấm. Đó, con trẻ mà. Dạ. Đấy, kì. Cái lam còn không? Ừ. Cái này 20 nè, ăn không? Mày nhỏ 20, cái này 25. Cái nửa ký này này lồn luôn á. Rồi. Dẻ mà ăn dẻ có lồn quá đó. Đúng không? Bắp luộc, bơ. Rồi. Wow, đây bắt đầu cái đông nè. Rồi, ở đây là rau nè. Rau chà quế, rau thơm. Rau bún. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Rồi. Thơm, tôm rất nhiều nha. Con tôm đó, mấy con tôm nhảy ra kìa cô ơi. 1, 2, 3, 3 con. Sợ nó chết à. Dạ không ạ. Lúc này vui ha, đông rồi là đông nè. Để mình chụp cái hình cái. Rồi, tiếp tục đi. Rồi muống nè. Đi về chợ bán luôn. Lướt qua đây mấy con cá. Tiếp tục đi. Cái chỗ này lối đi nó hẹp á. Sợ đụng tay nhau không? Hồi chưa hôm qua mình có vô chợ Hội An để ăn món mì Quảng rồi. Hôm nay mình sẽ không đi lại cái khu vực đó ha. Cái khu vực lòng chợ bán đồ ăn á. Kẹt như vậy nè. Hôm qua kẹt hết luôn. Cua, tôm. Ồ, đông. Giao được nhau ấy. Rồi tiếp tục đi. Ở góc này ớt quá trời ớt. Ớt này ngon nha. Cây giòn. Dạ. Ớt ngon lắm à. Đây bắp chuối rất nhiều. Rồi rau thơm, rau răm. Rồi diếp cá. Mà không thấy rau kinh giới. Ở đây không có bán rau kinh giới. Dạ có rau càng cua mà có rau kinh giới. Để ý là ở chợ Hội An, ở khu vực Hội An không có ăn rau kinh giới. Đây. Ở ngoài sau là có bờ sông ngoài nha. Để mình đi vô mình coi chút xíu đi rồi mình đi ra. Đây hành lá. Mình chú ý tới rau kinh giới là bởi vì sao? Hôm qua đi ăn bún riêu thì cái cô bán bún riêu Sài Gòn cô nói là ở đây không có rau kinh giới. Đi tìm khắp không thấy rau kinh giới. Đặc biệt như vậy á. Mình nhớ khoảng độ 10 năm trước đó, mình qua đây mình có đi chiếc tàu từ đây qua bên Cẩm Nam bên kia. Đó, tụi đằng kia nha. Đấy, phía sau của cái chợ. Nói chút xíu về Hội An á, thì các bạn mình thấy là mình đã quay phố cổ nè. Quay làng gốm Thanh Hà nè. Quay thánh địa Mỹ Sơn nè. Rồi các điểm ăn uống nè. Tuy nhiên đợt này mình không có đi Cù Lao Chàm các bạn ha. Hơn 10 năm trước mình có đi Cù Lao Chàm.
Thì đợt đó mình đi bằng tàu của người dân địa phương chứ không phải đi cano. Mà nói chung đi cũng ok, ra biển trong xanh. Lúc đó thì có 2-3 nhà nghỉ gì đó, dịch vụ nói chung có tạm tạm. Thì hầu như là các bạn Tây á, sẽ đi tour để đi ra tắm lặn biển ngắm san hô. Đợt này mà không quay lại là bởi vì anh cảm thấy là ok thôi, chứ gọi là ấn tượng đối với mình thì không phải ấn tượng lắm. Và cái thứ hai, nó mới xảy ra một sự cố là cái cano nó bị chìm á, trong lúc từ Cù Lao Chàm trở về Cửa Đại. Rồi một cái điểm nữa là các bạn có thể tham quan, đó chính là cái Vin Wonders, nằm ở phía nam Hội An, cách thành phố Hội An khoảng độ hơn 15 cây số. Tuy nhiên là mình không có đi, mình chỉ chạy ngang thôi. Tại sao? Là bởi vì mình đã từng đi Vinpearl ở Nha Trang, rồi đi Vin Wonders và Vin Safari ở Phú Quốc, thì mình thấy là cái mô típ của nó in hình như nhau thôi, chẳng qua họ rải khắp các thành phố chỉ có vậy. Có một cái điểm mà hơi tiếc chút xíu, đó là mình không để ý khung thời gian của cái chương trình kết Hội An. Do 500 diễn viên biểu diễn trên dòng sông Hoài, hơi tiếc chút xíu. Thì bây giờ hiện tại là họ chỉ biểu diễn thứ 6, thứ 7, chủ nhật thôi đó. Mình tiếc là mình không có đi cái đó. Lần sau thì các bạn có thể đi ha. Các bạn lưu ý thời gian, nhớ hỏi cái nhân viên bên Lệ Tân. Mình cũng hơi tiếc chút xíu không biết sao sao họ không có làm những cái chương trình nhớ brochure để công bố khắp mọi nơi ở các khách sạn. Rồi chúng ta tiếp tục đi. Cái chợ Hội An là cái phần cuối cùng của cái Hội An mà mình làm, cho nên mình tổng kết lại luôn. Rồi ở đây là lá dứa, ở đây họ bán như là cái canh súp lơ vậy, họ chung với nhau, bồ bí đủ. Không thấy cải ngọt ta, không thấy cải ngọt, không thấy cải thìa, có cải dài, có cà rốt đó, có lá trà, và có cái cải này giống như là cái cải không biết gọi là cải gì nữa. Này ở đây dùng để nấu canh nè, giống như thập tàn, nấu đủ thứ. Rồi 10.000 canh củ nén, tỏi, củ hành, bánh. Nhìn chung là cái chợ Hội An này vui á, dân dã. Rồi, đang chơi bán cá đi ha. Ở đây là đường Tiểu La, đây chợ Hội An nè các bạn. Ngay cái nhà lồng phía trước đó là mình ăn mì Quảng á. Đây, cổ bán tôm. Rồi. Xin phép quay chút xíu, lướt qua. Đây, bán mực. Rồi, qua đây bán tôm nữa. Cá nục rất nhiều. Này có cá ngừ. Rồi vô khu vực này cũng là bán cá luôn. Dạ. Dạ. Đây là con cá chuồn cổ làm sạch luôn rồi. Dạ dạ. Dạ cảm ơn cô nha. Đây một số loại cá khác nữa. Mực. Tại vì không thấy có loại tôm lớn như là tôm sú biển. Nãy giờ không thấy. Qua đây. Mình kéo phía dưới các bạn nha, cũng là cá nục đó thôi, cá nục nhỏ. Rồi cơ bản là giống nhau. Qua đây có cá ngừ. Từ phía trong chợ ra là ngoài đây các bạn, ở đây là chủ yếu bán cá điêu hồng với lại cá chê thì phải. Trong quay mấy con cá chị ha, đây cá điêu hồng nó còn sống, cá chê, lương là cá đồng mà bán khu vực ngoài này. Kéo qua con cô đang cạo gió. Wow, ở đây có cá, có tôm nè. Xin chào cô, đây là tôm sú biển. Cái tôm sú này bán sao vậy cô? Tôm sú nó bơm thì cũng ngon tí. 350 nha. Cảm ơn cô. Ngồi đang luôn. Rồi ở đây cái này giống như con cua đồng. Có đủ hết ha. Cá lóc, cá chê, cá lóc.
lươn, cua. Cua nhiều lắm các bạn, bên đây cũng cua nè. Rồi bây giờ mình đi xuyên qua bên kia. Ây da, nước không à, dính nước rồi. Đi về là đi tắm lại luôn á. Xả nước nhiều quá, đây cua nhiều lắm. Ờ, họ cột bằng cái cọng dây này là cái lá dứa. Dạ, dạ. Cột bằng lá dứa. Dạ. Đấy. Ồ, chai gứt nè, với bó xôi, có bó xôi. Bác đây bán bánh đa rồi. Bánh đa nữa. Ở đây phố đi bộ và xe động. Muốn cho xe vô, xe động cơ là vô không được. Đó, toàn bộ chợ Hội An bán chổi. Bây giờ thực sự mình đúng là chú ý là không có rau kinh giới đó các bạn. Cũng không thấy cải ngọt, không thấy cải thìa. Đó. Có lá lớp, có rau lan, có rau mồng tơi, có rau dền, có rau muống. Chào cô. Ở đây mình không có bán cải ngọt, cải thìa cô ha. Không thấy luôn á, không có rau kinh giới nữa. Dạ. Không hết. Dạ dạ. Rồi, cái hoàn cảnh nè. Đó. Có một cái điểm ở đây là cái ớt rất là cay, thực sự ớt cay và ngon. À, nói về món ăn ở Hội An các bạn, mình lưu ý các bạn nha, là có phở. Tuy nhiên mình khuyến khích các bạn là không nên ăn phở nếu bạn là người Sài Gòn hoặc là Hà Nội. Các bạn biết sao, ở đây phở họ khá là ngọt, họ hay kiểu họ nấu ngọt đường á. Ở đây là trải nghiệm của cả hai người luôn. Thì mình có đi ăn phở bên ngoài, mình có ăn phở trong khách sạn và cả hai đều nấu rất là ngọt. Dạ. Thì mình không biết phải diễn tả sao, nói chung là cái phở là nó ngọt lắm, nó ngọt như đường vậy đó. Thêm cái là họ bỏ đậu phộng, rồi thêm hành lá nữa. Thế là lạ. Thì mình nghĩ nếu các bạn có ăn phở á, hãy chọn một cái tiệm nào mà do người Bắc nấu. Rồi. Khu vực này bán ba cái bánh, cái cây. Dạ, được rồi. Đó. Trong đây có mảng bánh đậu xanh là ngon nha. Đây, bánh đậu xanh. Đó, chào cô. Đó, bánh kẹo rất nhiều. Đây, cọc này. Tăng bông. Rồi. Trái cây ở đây chủ yếu cũng hàng nhập không à. Xoài keo, lòng mứt, thanh long, táo, bưởi da xanh. Rồi, qua tới đây là các chìa khóa các loại. Đi tiếp nữa là bán cây nho. Và ra ngay cái khúc hôm qua mình đã từng đến đây, ngay cái chỗ mà mình ăn mì Quảng. Góc đường có Trần Quý Cáp và Trần Phú. Đây các bạn, cao lầu mì Quảng, cao lầu mì Quảng. Các bạn có gửi xe đây nhớ nha, đây gửi xe 5.000 đồng nha. Đi chợ xong thì các bạn có thể vô chơi phố cổ luôn. Bên trong là phố cổ đó. Dọc theo đường Trần Phú mà hôm qua mình đã quay,
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Lần kia bán bánh ít lá gai ở Hội An, nãy mình quay ha, cái đặc sản của họ chính là cái phần bánh đậu xanh đó. Nó vừa ngọt ngọt, có chút xíu đó mặn mặn bên trong nhân của nó, và rất là ngon, thơm. Các bạn nên thử nha. Ở đây bán ổi, bán mận, cam sành à. Gốc gửi xe, dừa. Rồi trà tắc, trà đá, trà chanh. Hồi trước mình nhớ không có những cái món này đâu, không có vụ gọi là trà tắc, trà đá, trà xanh theo kiểu này. Sau này nhờ du nhập á. Rồi các bạn để bên phía tay phải nè, ở đây là dịch vụ sửa giày đó, viết bằng tiếng Anh luôn, cân đồng hồ, dù đi mưa, bọc nhựa, các loại giấy tờ, mũ bảo hiểm đủ thứ. Đây là khu vực chùa Ông, Hội An luôn. Ở đây cũng có hội quán Triều Châu nữa. Đợt này thì mình không ghi hình các bạn. Lý do tại sao là bởi vì 10 năm về trước á, mình đã từng vô những chùa miếu đó rất là nhiều rồi, đã từng chụp hình rất là nhiều, nên mình không đi nữa. Và một cái điểm thứ hai là bởi vì vô những chùa miếu này á, có tính phí. Thì càng ngày mình càng thấy là như là kinh doanh riết là nó làm sao mình không thể nói. Tức là thường là mình vô chùa miếu á, là mình sẽ để vô cái thùng công đức, thì cái là tùy tâm của mình. Tuy nhiên mà đem chùa miếu ra để kinh doanh thì mình cảm thấy nó kỳ kỳ sao đó. Rồi riết mình không muốn đi nữa. Thật sự. Hôm qua thực sự là mình rất là phân vân á, ngay chỗ hội quán Quảng Đông là mình định vô. Nhưng mà rồi vô mà phải tốn kinh phí, mà thấy nó kỳ kỳ nên thôi. Ủa cô, cái giếng này mình sử dụng nước là có phải trả phí không cô? Hay là miễn phí? Sao? Cái này là mình được miễn phí không, sử dụng nước này nè. Dạ miễn phí ha. Giờ ai muốn rửa cũng được hết. Dạ. Đây cũng tiện. Ra đây rửa rau muống luôn. Giếng cổ Hội An, đầu thế kỷ 19.